siêu phẩm lướt 2700 cây nhá, gửi quý anh chị. Bên cạnh đây là chiếc Mazda CX-5 phiên bản 2.0 Deluxe nhá, sản xuất 2023. Xe này bên em thì lăn bánh là chuẩn 2700 cây nhá. Xe đăng ký tên tư nhân, full lịch sử bảo dưỡng hãng. Sau đây thì em sẽ mời quý anh chị đi vào trải nghiệm chiếc xe này cùng em. Kỳ là mới quý anh chị nhé. Chiếc này bên em thì là ngoại thất là được trang bị là màu trắng và nội thất bên trong là màu đen nhé. Siêu siêu lướt 2700 cây, sơn si thì tất nhiên rồi, vẫn còn nguyên zin nguyên bản tuyệt đối nhé, hơn 99%. Đấy, anh chị có thể trải nghiệm phần ngoại thất này, cực kỳ là đẹp nhé. Đây phần đầu xe này, Mazda thì thiết kế cực kỳ là tinh tế nhé. Đây đèn pha, đây cảm biến va chạm trước sau đầy đủ nhé. Đấy, rất là đẹp. Chiếc này thì em cũng không phải nói nhiều rồi vì quá là mới. Đây là răng lốp lát, đây là răng của răng 19 inch nhé. Đấy, chị nhìn phần lốp này cực kỳ là đẹp. Anh chị quan tâm lấy chiếc này thì tiết kiệm được so với mua mới khá là nhiều đấy ạ, phải đến gần 100 triệu nhá. Đem phần đuôi này, đây, đuôi xe đây. Đấy, cảm biến va chạm nhá, camera lùi đây. Chiếc này bản Deluxe lên chỉ được trang bị ở cúp điện, à cúp cơ nhá anh chị nhá. Đây phần khoa hành lý đây, cực kỳ rộng rãi nhá. Đấy, quý anh chị có thể để tất cả các phần chi tiết nhựa này, quá là mới. Phần ốc đây, ốc này, kéo chỉ này, nguyên zin hết anh chị nhá, không thiếu một phân. Xe thì bên em lấy về thì đều được check test rất là kỹ nhá, nên quý anh chị có thể yên tâm mua về và sử dụng. Đấy, sau đây thì em sẽ mời quý anh chị trải nghiệm qua nội thất nhá, quá là mới luôn ạ. Đấy, vẫn còn nhiều chi tiết thì bác chủ vẫn còn chưa thèm gỡ ly lông nhá. Đấy, phần ghế da này, vô lăng này, vô răng còn nguyên phần nhá. Đấy, lăn bánh chuẩn là 2700 km. Đây khu vực màn hình cảm ứng đây, điều hòa auto nhá, khu cần số này, có điều chỉnh chế độ lái nhá, phanh tay điện tử auto hold. Rất là đẹp ạ. Để khoa hàng ghế sau đây. Xe có trang bị cửa sổ điều hòa hàng ghế sau nhé. Cửa sổ trời đây. Và hiện tại thì chiếc Mazda CX-5 phiên bản 2.0 Deluxe sản xuất 2023 này đang được bên em chào bán với giá là 780 triệu nhé. Mức giá trên thì vẫn có thương lượng. Các bác đang quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại em sẽ lưu dưới các màn hình. Em sẽ vẫn có những mức giá ưu đãi tốt nhất gửi đến cho các bác. Cảm ơn các bác đã theo dõi hết video và hẹn gặp lại ở các bác ở những video tiếp theo.